Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ đồ xưa tuyển chọn và dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mắt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ rất là đơn giản anh em. Nhìn cả cái thiết kế của nó cực kỳ đơn giản nha anh em ha. Nhưng mà nó mang trong người một cái cấu hình rất là đặc biệt anh em. Và ok, anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ này nó có cái gì hay anh em ha. Trước tiên cũng như mỗi khi em sẽ báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Schott anh em. Schott là một cái thương hiệu đến từ Đức anh em ha. Đó, cũng rất là nổi tiếng anh em. Schott cùng với lại Sunhan, rồi Hemler, rồi những cái thương hiệu đến từ Đức anh em. Và Schott là một trong những cái hãng chuyên về làm máy anh em ha. À, họ làm máy rồi họ bán gia công, họ gia công họ bán lại cho tất cả các hãng, trong đó nó có Rizal, rồi Anker, rồi rất là nhiều hãng sử dụng máy Schott anh em. Và con này anh em là con châu Âu xuất Mỹ anh em ha. Đó, con này là con châu Âu xuất Mỹ, thường anh em thấy Schott anh em đó thì nó hay nhập Mỹ đó anh em. Ở người Mỹ họ cái thời điểm đó em cũng không biết như thế nào ha, nhưng mà những cái dòng như thế này thường đa số là tất cả là nhập Mỹ anh em. Đó, nhập Mỹ ha. Đó, châu Âu xuất Mỹ về Việt Nam anh em. Và con này anh em nó chơi á, anh em nó chơi đúng có một bảng một thôi nè, nó chơi đúng một bảng một ha. Cấu hình của nó là 10 găm lông chơi một bảng một thôi, đó chính là bảng Ave Maria anh em ha. Ave Maria Subos, có nghĩa là bảng Ave Maria của Subos anh em ha. À, rất là độc đáo anh em. Anh em nào mà bên đạo anh em ha thì thôi đúng bài luôn em ơi, không có chạy đâu được hết anh em ha. À, anh em nào mà sùng đạo hoặc là anh em mình chơi cho nó có một cái bộ sưu tập về âm chuông anh em thì anh em mình chơi những cái con đồng hồ này ha. Và riêng về cái bảng Ave Maria là Subos anh em thì nó cũng khá hiếm anh em ha, khá hiếm. À, mỗi chiếc đồng hồ đều có cái mã số anh em. Con này nó là con 3L0414 anh em ha, 3L0414. Đó, kích thước chiều cao tổng thể là 76, ngang là 39 anh em. Ngang em tính cái chiều ngang là cái chiều của cái đầu anh em ha, cái số lớn nhất anh em. Đó, số lớn nhất là cái đầu đó, là 39. Và chiều sâu đạt lên đến 22 cm anh em ha, nghĩa là nó rất là dày, tại vì nó chứa nó tới 15 cây rồi anh em, 15 cây gông, cho nên cái thùng nó dày lắm anh em ha. Đó, đó. Chiều sâu là 22 cm, đường kính mặt số là 20 cm anh em ha. Đó, anh em mình dựa vô cái kích thước này để anh em mình có cái vị trí lắp đặt nha. Đây anh em, đây là cái bảng Ave Maria là Subos anh em ha. Đó, có nghĩa là Ave Maria, này là cái tên Subos, là cái tên người sáng lập anh em ha. Ơ quên, người tạo ra cái điệu nhạc này ha. Ave Maria Subos. Thì Ave Maria anh em thì nó sẽ có ba cái bản nhạc để mà anh em mình hay gặp anh em ha. Đó chính đây, còn đây là cái bản nhạc mà anh em mình hay đánh nè, hay đánh này, trên những cái con đồng hồ Pháp anh em. Đó, con hồ Pháp ha. Thì mấy con như là Odo rồi FFR đó, thì nó hay chơi cái bản này ha. Nó lúc mà nó dạo anh em thì nó dạo 15 phút là tấn 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 tầng ha, rồi xong rồi tấn tầng ha. Đó, rồi cái cuối cùng của nó thì nó sẽ dạo cái bản này. Còn có con thì nó chơi luôn cái bản này, chơi 369 luôn anh em ha. Đó, đây là cái bản mà anh em mình hay gặp trên đồng hồ à. Bản này là bản phổ biến nè. Còn đây là cái bản nhạc mà Ave Maria de Fatima anh em ha. Cái bản nhạc này là của Bồ Đào Nha. Đó, nó hay xuất hiện trên con Retula Dora anh em. Đó, Retula Dora mà em cũng đã giới thiệu với anh em rồi ha. Và đây là bản độc quyền của Bồ Đào Nha anh em. Đó, đây là bản xuất hiện trên mấy cái con đó. Thì cái con này nó có nhiều cấu hình lắm. À, cấu hình 6 ngang, cấu hình 6 thẳng nè, cấu hình 10 nè. Đó, nó nhiều cấu hình anh em ha. Đó, để mà nó dạo được cái bản này. Đó, còn cái bản này thì nó chỉ cần cũng khoảng 6 cây anh em ha, 6 cây là nó chơi được. Đó, còn riêng cái bản mà Ave Subos anh em thì nó quýnh tới 11 cây luôn anh em. Đó, nó quýnh tới 11 cây bên điểm nhạc ha. Đó, rồi anh em mình
đi soi xem cái con đồng hồ này coi. Đó, anh em thấy điểm đầu tiên biết là gì anh em, nó thiết kế rất là đơn giản anh em ha, thiết kế cực kỳ đơn giản, không họa tiết không gì hết. Và làm sao anh em, đó nó rất là mới nè, thường là mấy con mà nó nhập Mỹ mới lắm nè, mới tinh nè. Rồi anh em thấy không ạ, chơi với em thì đương nhiên nó phải là tiêu chí hàng đầu lẫn lại gì anh em, sạch và đẹp cái đây ha, mọi thứ tính sao, chơi cái gì mà nó sạch sẽ tương tất đâu nó ra đó đàng hoàng nè, nhìn nó hay lắm. Với lại anh em mình cũng cố gắng thường xuyên vệ sinh con đồng hồ ha. Đó, anh em mình có thể dùng cọ quét bụi, anh em mình có thể dùng cái chai dưỡng gỗ lau vệ sinh để cho cái bộ vỏ lúc nào nó cũng đẹp anh em ha. Đó, đừng để nó ghẻ chóc xù xì lên anh em, xấu lắm. Đó, cuộc chơi càng ngày nó phải càng nâng cấp anh em ha, càng ngày nó sẽ càng thay đổi. Đó. Em thì phương châm á, theo quan điểm cá nhân của em á, thì em luôn thích chơi những cái gì mà nó sạch và đẹp, đặc biệt là nó không bị ghẻ anh em ha. Ghẻ có nghĩa là cái gì nè, nó bị sức bên đi, nó sùi lên hoặc nó cấn chày gì đó, thì nhìn cái con đồng hồ cho dù nó giá trị cỡ nào nhưng mà nó về độ thẩm mỹ á, thì nó lại không có nè. Mà cái tiêu chí á, mà để bày chơi á, thì cái độ thẩm mỹ nó rất cao anh em ha, cho nên là anh em mình để ý những cái bộ vỏ và anh em mình trao chuốt cho nó đẹp ha. Bây giờ đó, bộ vỏ là giao diện ngày nào mình cũng dòm thấy nó, cho nên là bộ vỏ nó quan trọng lắm, nó mới nó đẹp lắm nha, nhìn nó hay lắm. À, rồi anh em thấy ở đây nó có một cái mái vòm anh em ha, một cái mái vòm đó, vân này là vân gỗ sồi nè, vân gỗ sồi, đây là cái chỉ bên hông bên trái này nè. À, rồi đây là cái chỉ bên hông bên phải. À, anh em thấy rõ mà. Em là tuyệt đối không bán hàng qua một hai tấm hình ha, tất cả phải được làm video clip rõ ràng gửi đến cho anh em mình, nhất là những anh em ở xa ha, phải có một cái nhìn trực quan nhất đó, trước khi mà anh em mình xuống tiền rõ ràng và minh bạch ha, đó, từng chi tiết một. Ở đây là sử dụng một cái mặt kính mò đường kính 20 anh em ha, kính mò lớn nè, mặt số rất là dễ xem giờ anh em, nó thiết kế rất đơn giản nè. Ở châu Âu thiết kế nó là ná nhau nè. Đó, ở dưới là một cái mặt kiến rào anh em ha, mặt kiến rào đó, mặt kiến rào đó, rất là quen thuộc anh em ha, đẹp lắm nè, đó, kiến rào đó, rất là quen thuộc đó, vân gỗ sồi cực kỳ đơn giản nè. Rồi đây anh em thấy không ạ, đây là bên hông bên trái nè, nó sạch sẽ luôn anh em. Đó, anh em mình dòm vô cái góc cạnh nào anh em cũng thấy là đẹp hết anh em ha, đó, tránh tình trạng là anh em mình chơi những cái con hàng mà nó bị ghẻ nha, nó bị chóc ghẻ ở đây nè, em hay gọi là ghẻ chóc, nó sức bên đây nó chóc đi đó, rồi không rồi cái nước của nó sùi lên nhìn nó xấu lắm nha. Rồi chân tường anh em, đó chân tường, đó chân tường, mấy cái này chi tiết này quan trọng lắm nha nè. Đó, chân tường, đây là cái phần đế của nó nè anh em, đó phần đế của nó, tất cả đều là vân sồi hết, đó, nhìn nó mới đẹp lắm nha. Tuy là nó đơn giản đó, rất là đơn giản anh em ha, anh em nào mà có cái sự chơi mình dạng kiểu đơn giản á, không có nhiều họa tiết cầu kỳ á đó, và đặc biệt á thì đây anh em mình đạo đây anh em coi cửa của nó, cửa kiến mò kiến rào tương tất không nè, bạn lề bạn lề rồi mây chân kiếm bản lề con chân kiến đầy đủ anh em ha. Rồi đây là cái mặt số này nè, mặt số 10 điểm anh em ạ, mới mới không tưởng tượng nổi luôn nè, mới ha. Cảm ơn cái người chủ cũ đã giữ gìn ha, để cho anh em mình có được sở hữu á, người sau sở hữu được những cái con đồng hồ mà nó còn đẹp như vậy anh em. Ở đây là chỗ chuyển bài anh em ha. Sorry anh em, đây là chỗ tắt chuông chứ. Đây anh em thấy đây gạt qua đây là chơi bản Ave Maria nè. Anh em gạt qua đây là để silent là im lặng. Ở đây nó có cái cần gạt anh em ha. Qua đây là tắt chuông ha, qua đây là mở chuông nè. Rồi anh em coi cái mặt số của nó. Đó, mặt số là mã in anh em ha. Mặt số là mã in. Đó, anh em thường thấy chơi mấy con xuất ha, xuất. Đó, mát in gạt mà đi. Sản xuất từ Đức. Đức xuất châu Âu, xuất Mỹ anh em ha. Châu Âu xuất Mỹ. Đó, cặp kim hoa đặc trưng nè. Anh em thấy cái hoa văn họa tiết của nó rất đẹp anh em, nó lấp lánh nó chạy tia đó anh em thấy không, chạy tia rất đẹp. Anh em có cái viền của nó
viền phê thôi nè, viền rất đã nè em ha. Ở chơi gì mà nó mới mới nè, phái lắm nè, đã lắm. Rồi anh em coi đây, cầu ốc cầu đó, ốc cầu đó anh em thấy mà 15 cây kiếm ha, bên kia là 11 cây, bên đây là 4 cây anh em ha, 4 cây điểm giờ và 11 cây điểm nhạc đó, ốc cầu. Ở đây thì đậu để cái chìa khóa anh em ha, để cái chìa khóa đó, ở đó, ở bên trong nó là để cái đồ khóa gông anh em, nhưng mà nó về nó mất rồi. Ở đây là mấy con ốc để khóa gông nè, khóa cái mấy cái gông này khi di chuyển anh em, nó không còn đó. Rồi em còn cái quả lắc của nó nè, quả lắc, quả lắc hoa văn anh em ha, nó cũng chạy tia đẹp đẹp lắm nè anh em nhìn đó, chạy qua chạy lại chạy tia đó, quả lắc in hoa văn rất đẹp ha. Đó, đây rồi anh em coi bên trong của nó nè, hồng bọng nè, sạch sẽ không anh em. Đó, chơi với em là không có bụi nha anh em, đó, không có đem bụi về nhà nha. Đó, em ghét từ bụi lắm, dơ dái là không chơi. Em là cái gì chứ dơ dái là không chơi. Chơi gì nó phải tươm tất sạch sẽ anh em ha. Đó, mình bỏ tiền ra chơi, còn về phải bắt vệ sinh, lau chùi, rồi làm thế này thế nọ nữa. Rồi bỏ tiền ra chơi thì chỉ có hưởng thụ thôi chứ anh em. Đó, làm lụm vất vả về, rồi bỏ tiền ra chơi, mua về chơi, còn về phải vệ sinh, lau chùi, rồi phải cân chỉnh, rồi phải ô sao tùm lum tùm la hết anh em ha. Không, chơi với em là anh em bỏ tiền ra chơi là chỉ có hưởng thụ thôi. Đó, còn nhiều mà để em lo hết chưa. Đó, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, cái cùi dài. Đó, và anh em thấy em có một cái con ra sồ anh em ha, nó cũng chơi 15 cây. Đó, đâu cũng nhiều chứ. Mấy con cây ra rồ nè, nó chơi bản AV, nó chơi nhiều. Chơi nó chơi em có tới mấy cây. Mấy cây anh em có thể lục lại trên cái kênh của em ha. Đó, anh em xem lại. Đó, chơi là chơi AV Maria de Schubert rất hay. Rồi, mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? Nó chạy một chiếc máy rút cực kỳ đẹp luôn anh em. Quá trời quá đất luôn, nó mới không thể nào tưởng tượng nổi luôn anh em ha. Quá trời đẹp luôn. Và chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha, nó cần phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc anh em ha. Và đó cũng là một cái sự khác biệt ha, tại sao mà em lại dám bảo hành cho anh em mình chơi lên đến 5 năm toàn quốc anh em đó. Anh em lưu ý nha, chơi đồng hồ á là hai cái chữ này rất là quan trọng nha anh em, bảo hành nha, chứ em không có dùng cái từ mà lấp liếm như là bao chạy rồi hỗ trợ gì đâu nha anh em. Bảo hành có nghĩa là sao? Bảo hành có nghĩa là hư là sửa là miễn phí anh em ha, tất cả đều là miễn phí hết đó. Bảo hành mà mới là thể hiện trách nhiệm của người bán đối với người mua nha đó, chứ không phải là bán xong rồi là đứt đuôi đứt đoạn nha anh em. Chơi vậy nó mới yên tâm anh em ha. Nhiều khi anh em mình bỏ tiền ra chơi, nó có bị sự cố như thế nào đó, anh em mình còn có cái chỗ dựa anh em.
nó có chỗ dựa ha. Còn anh em mình mua trôi nổi, mua những cái hàng mà nó không có rõ ràng anh em thì không có bảo hành đó. Thì anh em nghĩ đi, lỡ mà nó có sự cố gì đó là anh em mình chạy đôn chạy đáo đi kiếm, nhiều khi anh em không biết chỗ nào để mà sửa chữa đồng hồ luôn đó, rất là khó anh em ha. Đó, cho nên bảo hành làm gì làm chơi những cái đồ này phải có bảo hành anh em ha. Tất cả giống như chơi xe vậy thôi, tất cả cửa hàng bán xe cũ sau này anh em họ đều có bảo hành cho anh em mình chơi hết đó, bảo hành nó mới thể hiện được anh em ha, cái sự trách nhiệm đó. Cho anh em mình chơi yên tâm, xuống tiền mà không có lo sợ anh em. Rồi anh em mình bắt đầu nghe đi. Bây giờ nó qua cái đoạn đầu rồi anh em, nó qua cái đoạn đầu rồi, bây giờ em sẽ cho anh em mình nghe tới cái đoạn, cái đoạn điểm 30 nha, đoạn điểm 30 à, đoạn điểm 30 xong rồi em sẽ cho anh em mình nghe lại ha, tại vì cái bản nhạc này cực kỳ hay anh em, rất là hay. Muốn làm nha nè. Anh em nghe thấy sao ạ? À? À nó dạo rất là hay anh em ha, nó dạo ngân nga y chang như là những cái con hoa sò anh em, tại vì nó sử dụng chung mà ha, nó dùng chung máy xúc và một chung bộ gông anh em đó, cho nên là nó không có quýnh theo cái kiểu mà mấy con Odo FFR hay là Jura rồi nha anh em, nó quýnh kiểu đung 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 đung, nó quýnh rất là nhẹ nhàng anh em, rất là nhẹ nhàng nha, cái này giống như kiểu là một con á, một cái trường phái là chơi là quýnh hổ báo, một cái trường phái là quýnh lịch sự ngân nga vừa phải, thì cái con này nó sẽ quýnh, nó sẽ nhập âm nó không có to nha, à, âm nó không có to đâu, nhưng mà nó quýnh ngân nga vừa nghe không, vừa nghe rất là lịch sự anh em ha. Đó, cho anh em nào mà thích chơi lịch sự, không thích ồn ào anh em ha, không thích ồn ào quýnh kiểu đùng 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 đó, thì trong cuộc chơi âm thanh đó anh em, trên đồng hồ đó, rất là nhiều nhiều kiểu chơi, nhiều cách chơi anh em ha. Có anh thì rất là sợ âm chuông, sợ ảnh hưởng tới người này người kia, à, có anh thì lại thích quýnh âm chuông bạo lực, quýnh đúng đung đung, quýnh từ độ 7 xuống mà vẫn còn nghe nữa. Quýnh hàng xóm giật mình luôn đó, cho nên là em á, là nhiệm vụ của em là gì, nhiệm vụ của em là đánh giá và chia sẻ thật với anh em mình để cho anh em mình có nhiều cái sự lựa chọn ha. Đó, con này là em nói là em đánh giá nó, quýnh nó là nhẹ nhàng đó, âm nó vừa nha, nhẹ nhàng không to đó, còn bên điểm giờ thì nó cũng hơi to tí đó, còn nó dạo nhạc á là nó sẽ quýnh, nó sẽ vừa tiếng anh em ha, dành cho anh em nào thích sự lịch sự ngân nga đó. Rồi em mời anh em nghe lại một lần nữa nha, đó, nghe lại lần nữa đó, từ khúc đầu anh em ha. Rồi anh em mình nghe hết bản nha.
quá hay anh em. Nó gần nhà quá hay anh em à. À đây nghe nó giống như bên trong cái nhạc đám cưới anh em. Đám cưới. À, giống như mấy nhạc đám cưới anh em à. À rồi ok anh em. Quá chất cho một con đồng hồ chơi 15 rong anh em ha. Đó cũng khá hiếm trên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Đó dành cho anh em mình sưu tầm, đưa vào thêm vào cái bộ sưu tập âm chuông của mình. Và anh em nào mà bên đạo thì cực kỳ yêu thích ha, tại nó chơi đúng một bản một nha anh em. Anh em nào mà sùng đạo chơi thì để một bản, đúng một bản AV thôi. Chơi đúng luôn nha anh em. Đó. Ok anh em, về chi tiết phần giá cũng như mọi khi anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình ha, hoặc nhắn tin em sẽ trả lời anh em. Đó, nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.